Khánh Vân mắt biếc và 1001 thị phi kéo dài từ 2020 đến 2021. Mới đây, Khánh Vân vừa thông báo trên mạng xã hội rằng đã gửi đơn yêu cầu khởi tố họ hàng về tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác lên tòa án Buôn Mê Thuột. Lý do cho vụ kiện này xuất phát từ group Antifan do chính họ hàng cô nàng lập ra. Hiện tại cô nàng đã nhận được giấy mời và sẽ lên tòa vào ngày 11 tháng 1. Trước đó đã có tin đồn cho rằng group Anti được thành lập bởi hai người chị họ của Khánh Vân. Tuy nhiên, thông báo việc kiện tụng này mới là lần đầu tiên cô nàng xác nhận thông tin này. Về phần chị họ kiêm admin group Anti, người này đã từ chối lên tiếng khi chúng tôi liên hệ phỏng vấn. Đâm đơn kiện họ hàng vì bị lập group Anti. Ngoài ra, cho những ai chưa biết thì group Anti Khánh Vân được lập ra từ cuối tháng 11 năm 2020. Nhưng đến khi cô nàng bị ném đá tại sao nhập ngũ thì mới thu hút đông thành viên tham gia. Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng một tháng rưỡi sau khi thành lập, group này đã có hơn 51.000 thành viên, bị dân tình chê nhà lộn xộn bừa bộn. Với style thoải mái vui vẻ của Khánh Vân, chẳng có gì lạ khi cô nàng lựa chọn ở trong một căn phòng kiểu vintage, khá ấm áp, cùng những món đồ được bày biện ngẫu hứng, không theo một trật tự hay sự sắp xếp chỉn chu nào. Ngoài ra, trà long của mắt biếc còn đặt hẳn một chiếc bồn tắm ở giữa phòng để tha hồ chiêu. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 1 vừa qua, những bức ảnh căn phòng của Khánh Vân đã xuất hiện trong group nghiện nhà và trở thành đề tài bàn tán của các thành viên. Nhiều người cho rằng không gian sống này quá lộn xộn, bừa bộn và thậm chí là bẩn. Ồn ào với bạn gái phát la. Trong số những drama của Khánh Vân năm 2020, ồn ào nhất có lẽ phải kể đến vụ việc với bạn gái của Phát La, cô nàng có tên KV. Cụ thể, KV đã đăng bài trong group Anti tố Khánh Vân thả thính bạn trai mình và có đoạn chat nhõng nhẽo làm bằng chứng. Nối tiếp sau đó là series xóa bài xin lỗi bóc phốt, xóa bài xin lỗi của KV khiến dân mạng không khỏi ngán ngẩm. Trong những diễn biến đó, nam chính của vụ việc là Phát La lại công khai bênh vực Khánh Vân. Kết quả cuối cùng của drama, Khánh Vân và bạn gái Phát La xin lỗi nhau làm huề, xem nhau như chị em. Công chúa bánh bèo của sao nhập ngũ. Để nói về chuỗi ồn ào của Khánh Vân thời gian vừa qua, thời điểm bắt đầu có lẽ là từ khi sao nhập ngũ 2020 lên sóng. Trong chương trình, cô nàng có nhiều tình huống khiến dân mạng tranh cãi không ngớt, như không chịu tắm chung khi Kỳ Duyên giải thích, nghĩ mọi người đổ lỗi cho mình, la hét trong nhà tắm khi Nam Thư gọi, hay nhõng nhẽo than cơm khô, đồ ăn mắc vào niềng răng. Dù những tình huống này đều đã lần lượt được giải quyết, nhưng Khánh Vân vẫn mất điểm trong mắt nhiều người. Bị fan Jack ném đá vì cho rằng Khánh Vân đu phêm. Trước khi bị lập group Anti, Khánh Vân cũng đã phải nhận gạch đá tơi tả từ fandom của Jack vì những người này cho rằng cô nàng đang cố tình đu phêm của nam ca sĩ. Chuyện là sau MV là một thằng con trai, Jack và Khánh Vân thường xuyên tương tác với nhau qua mạng xã hội. Riêng Khánh Vân, cô nàng còn đăng rất nhiều ảnh hậu trường, kể lại chuyện lúc đi quay và vui vẻ gọi Jack là em bé. Ngoài ra, nhân dịp sinh nhật, Jack lẫn cả lúc MV lọt top 1 trending, Khánh Vân đều đăng ảnh tình cảm kèm lời chúc thân mật. Điều này khiến cho nhiều fan của Jack không hài lòng. Họ cho rằng gái xinh đang dựa hơi nam ca sĩ và cố tỏ vẻ thân thiết để tạo sự chú ý. Trước những ý kiến này, Khánh Vân đã có những động thái khác nhau. Đầu tiên, cô nàng thẳng thắn đáp trả. Càng ghét tôi làm gì, càng không cho tôi làm gì tôi càng làm cái đó. Tuy nhiên sau đó cô xóa bỏ hết những khoảnh khắc lầy lội bên Jack và viết tâm thư giải thích. Mục đích duy nhất trong các mối quan hệ của tôi là tôn trọng và quý mến lẫn nhau. Xin mọi người đừng phức tạp hóa hoặc thị phi hóa cuộc sống của tôi. Tin đồn hẹn hò Tuấn Trần. Trước khi đụng độ fan Jack, Khánh Vân cũng gặp rắc rối nhẹ với fan Tuấn Trần sau web drama Xin Chào Papa. Bởi lẽ màn diễn xuất của cả hai trong phim quá sức ăn ý nên nhiều người đã mạnh dạn đẩy thuyền. Không dừng lại ở đó, cặp đôi tiếp tục đăng một bộ ảnh cực tinh tứ để đánh dấu sự kết hợp thành công sau khi phim đóng máy. Bộ ảnh khiến dân tình nhanh chóng đồn đoán cặp đôi đã phim giả tình thật. Tuy nhiên ngay sau đó, Khánh Vân và Tuấn Trần đã đồng loạt phủ nhận, khẳng định họ chỉ là bạn bè, đồng nghiệp tốt của nhau. Sau khi để lại ấn tượng với vai Trà Long trong phim Mắt Biếc, Khánh Vân tên đầy đủ là Đỗ Khánh Vân, sinh năm 1995, được biết đến rộng rãi hơn hẳn so với trước đó. Từ một nàng thơ trên mạng xã hội, cô nàng xuất hiện trong nhiều dự án, nhiều game show và chương trình thực tế. Nhưng sự nổi tiếng này cũng đồng nghĩa với việc cô nàng được chú ý hơn, bị soi nhiều hơn và dễ vướng thị phi hơn. Và chẳng cần phải nói dài dòng, hẳn nhiều người đã nhận thấy năm 2020 của Khánh Vân chính là một năm thị phi, thậm chí là sang năm 2021 rồi,
nhưng những ồn ào xung quanh cô nàng vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.